Nước cam của chị. À! Ôi! Trời ơi, con làm gì đấy hả? Rồi à, kéo lên của tao á, phải giặt khô rồi mới sạch. Mày giặt nước không thế, hỏng hết kéo của tao là sao? 1.000.000 lần đấy. À, chị, nhưng mà chị còn nói quá không ạ? Nhìn cái áo của chị làm gì mà đến 1.000.000 ạ? Mày coi thường tao á? Cái loại nhân viên phục vụ như mày thì biết cái giá trị của cái áo này là bao nhiêu tiền? Ông này lạ thật đấy nhở. Con trai con lứa gì hẹn giờ nay mà còn chưa đến, lại còn đi trễ nữa chứ. Ôi giời ơi, mình đã cố tình đi muộn 10 phút rồi đấy, mà giờ nay chưa thấy mặt nữa. Ơ, mấy quán này hay nhở, khách vào ngồi này rồi mà không thấy phục vụ ở đâu cả. Chủ quán ơi, chủ quán, chủ quán ơi, cho em gọi đồ cái. Dạ dạ, các khách chờ chút, đợi ra đây ạ. Em chào chị ạ, đây menu ạ, chị xem đi ạ. Trời ơi, phục vụ gì mà đề bài đề mề thế. Dạ chị thông cảm, em đang dở chút việc ạ. Không biết uống gì giờ nhỉ. Mà phục vụ kiểu gì sao em lại đeo khẩu trang thế kia? Đang dịch mà chị, hàng ngày em tiếp xúc với rất nhiều khách nên là em phải đeo khẩu trang để phòng bệnh ạ. Trời ơi. Ôi rồi. Uống gì bây giờ nhỉ? Thôi, trời lạnh này cho chị cốc nước cam nguyên chất đi. Mà phải nóng đi nhá. Nhớ phải cho thêm tí đường vào đấy. Dạ, nước cam nguyên chất mà lại cho đường à? Ơ, cô này lạ nhỉ? Người ta nói thế nào thì cứ làm như thế đi. Cứ phải mạnh hoẹ. Đừng có mà pha thêm nước lọc vào đấy nhá. Dạ vâng ạ. Chị chờ em một chút ạ. Ừ. Ông anh này của mình sao lâu mãi chả thấy đến gì nhở? Đợi này bao giờ được? Hay là lại cho mình leo cây nhở? Mà cũng lạ rồi đấy. Một cái cốc nước cam thôi mà phá mãi đến giờ chưa xong. Cái quán này cũng chán quá. Em ơi, nước cam của chị được chưa? Đây sắp xong rồi, cho em tí. Em không nóng đã. Bạn em quên mất, chị uống tạm cốc nước chè ạ. Ừ. Nước cam của chị. À! Ôi! Trời ơi, con làm gì đấy hả? Rồi ạ. Ui, nó ướt hết người rồi. Tự nhiên đấy chị nói gì? Ui, làm gì mà ướt hết áo người ta thế này? Em xin lỗi ạ, tại vì em cũng biết là lúc đấy chị đứng dậy ạ. Cô này, cô biết cái áo này của tôi đáng giá bao nhiêu tiền không ạ? Dạ, em không biết, em xin lỗi chị ạ. Xin lỗi cái gì? Làm thì mở mắt to ra mà nhìn chứ. Ướt hết cả áo cả váy của tôi rồi. Ôi, cả váy cả áo đều ướt hết rồi. Mà không biết cái điện thoại vì gì không nữa. Trời ơi, làm cái chả ăn. Không biết đồ của tôi có hỏng hay không đây này. Chị ơi, em xin lỗi nhưng mà chị đừng làm quá như thế. Bởi vì nước nó đổ hết ra nhà, chỉ dính vào người chị một tí thôi mà. Lại còn già mồm à? Cô để cho tôi cái áo này đi. Cô biết giá trị của nó là bao nhiêu tiền không hả? Hay là chị cởi áo ra và ba lên một cho ạ. Cởi cái gì? Mày định để tao chết rét à? Mặc có mỗi bộ quần áo còn đòi cởi. Cái áo len của tao á, phải giặt khô nó mới sạch. Mày giặt nước không thế, hỏng hết cái áo của tao là sao? 1.000.000 lần đấy. Dạ chị, nhưng mà chị còn nói quá không ạ? Nhìn cái áo của chị làm gì mà đến 1.000.000 ạ? Mày coi thường tao á? Cái loại nhân viên phục vụ như mày thì biết cái giá trị của cái áo này là bao nhiêu tiền? Sao chị lại nói cái giọng khinh thường người khác như thế nhở? Chị đừng có tỏ ra gây gớm như thế nhá. Chính chị đang coi thường tôi đấy. Bố mẹ tôi không thiếu tiền nên tôi cũng không thiếu tiền. Tôi đi làm phục vụ chỉ để lấy thêm kinh nghiệm trong cuộc sống thôi. Chị bằng cái áo này của chị 1.000.000 cái gì? Được, tôi lấy tiền đấy cho chị. Chị chờ tôi một chút. Chưa gì đã kênh kiệu rồi, cứ tỏ để lấy tiền đây. Bực cá mình. Đây, chị, em trả tiền tiền chị đây. Ơ, có chuyện gì mà tiền Ngân đây em? Tại anh ý. Có chuyện gì mà tại anh thế Ngân? Không tại anh thì tại ai? Hẹn người ta gì mà nửa tiếng mới hẹn đến. Lần sau á, đừng có Anh xin lỗi, anh có việc đột xuất nên là tới hơi muộn. Anh mà nhắn tin cho em rồi mà. Anh xin lỗi gì mà đơn giản thế hả? Lại còn tại con bé này nữa này. Đây có một cái công thức cao mà cũng không nên hồn. Làm ướt hết cả áo của em rồi này. Em có sao không? Triệu bạc chứ ít gì đâu. Tú à, có phải cháu không? Vâng, cháu đây ạ. Chú có để ý gì đến cháu đâu. Anh quen con bé này à? Cháu họ của anh nhưng mà em. Anh có cháu họ lớn này á. Anh có nhắc đến bao giờ đâu. À, cháu gái nhà anh thì nhiều lắm. Đây là con ông anh, con nhà ông bác anh. Ôi thế hả? Thế này mà em không biết đấy. Thế đây là bạn gái chú à? Thì... À, không có gì đâu bé, chỉ là bạn mới quen thôi mà. À thế ạ. Cháu vừa làm đổ nước ăn, người chị một tí mà chị bắt đền cháu cả 1 triệu đấy chú ạ. Ui, áo em đắt thế cơ à? 1 triệu cơ? Thì em... Mà thôi, là chú cháu quen biết nhau thì thôi không phải tiền nong nữa. Về chị giặt tí là sạch ngay mà. Thế ạ? Thế cảm ơn chị ạ. Cháu cảm ơn chú cô nhiều ạ. Mà chú có dùng gì không ạ? Để cháu làm luôn. Cho chú bạc xỉu đi. Vâng ạ. Mà cháu có rảnh không? Trong đấy là anh ngồi uống nước cùng. Dạ thôi ạ. Chú với lại cô cũng ngồi đi ạ. Cháu vào cháu làm với chú nhé. Gọi chị ngọt sớt xong lại cô được. Em có già lắm không? Em trẻ trung xinh đẹp này sao lại đi hỏi mình có già không? Thôi em đừng đợi anh đấy nhá. Thôi em tha cho anh lần này nhá. Chú uống nước ạ. Cảm ơn cháu. Đây là nước chính.